Xin chào mọi người. Thì có những bạn khi xem kênh của Phan Lâm Vlog thì có một số yêu cầu ha. Tôi làm một số bài thuốc để trị cái bệnh gút. Nói đến bệnh gút thì chắc là mọi người hiểu rồi đúng không? Cái tầm ha là cái độ khổ sở của nó khi mà chúng ta bị bệnh gút. Vậy thì hôm nay tôi tiến hành sẽ chia sẻ với mọi người bằng các dược liệu bình thường thôi, đúng không? Đây, mọi người có thể thấy cà bắp, dưa leo, lá sa kê, rồi đây là lá ổi ha. Bằng những nguyên liệu bình thường vậy thôi, nhưng mà tôi sẽ giúp cho mọi người trị dứt điểm cái bệnh gút ha, để dứt điểm cái bệnh gút luôn. Rồi bây giờ xin mời mọi người. Vậy thì khi chúng ta bị bệnh gút thì chúng ta phải biết cái nguyên nhân của bệnh gút như thế nào mà nó là tạo thành cái bệnh gút cho chúng ta. Do đó thì chúng ta sử dụng ha những cái phụ tạng của động vật ha, những cái mỡ của động vật đó, rồi rượu bia nhiều. Thì khi mà chúng ta sử dụng tất cả các cái phụ tạng của động vật á, thì ở trong đó nó có chứa một cái chất gọi là purine ha, chất purine. Thì cái chất này khi chúng ta đưa vào cơ thể thì nó sẽ tạo ra cholesterol nè, rồi tạo ra acid uric đó. Mà khi cái lượng acid uric nó tăng cao ha, nó tăng cao thì nó sẽ tích tụ lại ở các cái khớp của chúng ta, đặc biệt là cái khớp chân, khớp tay của chúng ta đó. Thì như thế nó, chúng ta gọi nó là cái bệnh gút. Đó là cái thứ nhất. Vậy thì do chúng ta không để ý, nếu mà chúng ta ăn cái phụ tạng của động vật á, thì nó chứa nhiều purine ha, nó chứa nhiều purine, mà nó, nếu như nó tạo thành acid uric á, thì nó sẽ gây cho chúng ta bệnh gút. Nếu như cái lượng acid uric nó tăng cao thì nó sẽ gây ra cái bệnh gút cho chúng ta. Còn nếu như mà nó ở thận ha, cái purine này mà nó di chuyển qua thận ha, nó di chuyển qua thận thì ở đó nó sẽ tạo thành sỏi thận cho mọi người, rất là nguy hiểm đúng không? Vậy thì á, nếu như mà chúng ta bị gút rồi ha, có nghĩa là khi mà chúng ta phát hiện ra chúng ta bị gút rồi bằng các biện pháp là chúng ta đi xét nghiệm máu, thì các trung tâm y tế á, người ta sẽ có những cái phương pháp, người ta xét nghiệm, người ta cho bạn biết là bạn đã bị gút, hoặc những cái biểu hiện mà bạn có thể thấy á, thì đó là các khớp chân, các khớp tay của chúng ta rất là đau ha. Đặc biệt vào khi buổi sáng sớm á, chúng ta ngủ dậy, chúng ta bước xuống giường, chúng ta sẽ cảm giác được cái khớp chân của chúng ta rất là đau đó. Thì nếu như mà bị các triệu chứng về khớp mà đau ha, đau, thì chúng ta phải nhanh chóng đi xét nghiệm để coi mình có phải bệnh gút hay không. Nếu như bệnh gút thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta dùng các bài thuốc đặc trị, Tây y cũng được, Đông y cũng được, để chúng ta trị ở những cái giai đoạn mới chớm bệnh. Như thế đó, hiệu quả trị bệnh nó sẽ cao. Vậy thì có một số người lại hỏi rằng là khi chúng ta bị gút, có phải là chúng ta ăn hải sản thì nó cũng gây cho chúng ta bị gút hay không? Thì ở đây tôi xin giải thích với mọi người rằng là hải sản nó không phải là nguyên nhân gây ra bệnh gút ha, nguyên nhân gây ra bệnh gút đâu. Nhưng cái bệnh gút ở đây á, là do chúng ta là ăn những cái phủ tạng, những cái bộ đồ lòng của động vật á, rồi ở trong đó nó chứa nhiều purine, cho nên á, nó sẽ tạo ra được cái lượng acid uric cao, lượng acid uric cao, từ đó nó sẽ gây cho mọi người bệnh gút. Ở những người mà thường dùng rượu bia nhiều á, thì nó cũng làm cho cái lượng acid uric tăng cao, hoặc là những cái loại nước ngọt có đường á, thì nó cũng giúp cho cái lượng acid uric ở trong cơ thể chúng ta tăng cao. Giờ ở đây á, tôi xin giải thích với mọi người một tí xíu. Thì bình thường thì cái lượng acid uric á, nó được hình thành trong cơ thể chúng ta đó, thì nó được đưa ra khỏi cơ thể 80% ha, 80% là qua cái hệ tiết niệu ha, qua cái hệ tiết niệu.
Còn 20% còn lại nó sẽ được thải ra cơ thể chúng ta qua cái hệ tiêu hóa và cái da của chúng ta. Đó. Thì khi mà cái lượng acid uric trong cơ thể chúng ta nó quá cao á, thì khi đó nó sẽ tạo thành những cái gọi là cái urat. Urat ở đây là một hợp chất của muối, nó là dạng muối nha mọi người. Cho nên khi nó đã hình thành ở tất cả các khớp của chúng ta rồi thì nó không thể nào quay về được. Nó là bản thân của cái acid uric đó. Nó nằm trong máu, nó được máu đưa đi nuôi dưỡng các cái phần của cơ thể của chúng ta. Nhưng khi acid uric nó nằm ở trong máu chúng ta mà nó ở cái dạng là urat thì nó là dạng muối rồi, nó rất là nặng. Vậy thì máu chúng ta khi mang cái urat này đi đến tất cả các cái cơ thể, cái phần của cơ thể chúng ta nuôi, thì đi qua các cái khớp, mà đặc biệt ở đây là khớp tay, khớp chân chúng ta đó, nó là ở xa cơ thể chúng ta nhất, đúng không? Cho nên khi các urat nó đi đến đây, nó sẽ nằm ở lại các cái khớp chúng ta, nó không có về được nữa, chỉ máu về thôi, nó không có về được nữa. Nó lắng động ở đó thời gian từ từ. Khi cái lượng acid uric đủ cao rồi, hay là cái lượng urat nó đủ nhiều rồi, thì nó sẽ gây cho chúng ta cái triệu chứng hay là cái bệnh gút đó. Nó gây cho mọi người rất là đau đớn, rất là khó chịu. Vậy thì ở đây á, trong Tây y thì nó cũng có rất là nhiều bài thuốc để trị cái bệnh gút, mà gọi là chống những cơn đau, hay là về lâu về dài á, thì nó cũng có những cái bài thuốc, có những cái loại thuốc Tây y á, phòng trị bệnh cho mọi người. Nhưng mà mục đích của tôi sẽ hướng dẫn mọi người dùng những cái loại dược thảo quen thuộc như thế này nè, mà chúng ta có thể trị bệnh gút gọi là trong một thời gian dài cũng được ha, trong một thời gian ngắn cũng được. Ví dụ như sáng nay mọi người, cơ thể mọi người bị đau vì bệnh gút, đúng chưa? Do mọi người ăn uống gì đó, những cái chất đạm hay là những cái chất mỡ động vật gì đó vô cơ thể, nó gây cho mọi người bị bệnh gút, nó hành hạ mọi người không thể đi được ha. Nhưng trong một thời gian ngắn, khoảng là 5-7 tiếng đồng hồ gì đó, mọi người phải đi làm công việc, thì ở đây tôi cũng có cách để giúp cho mọi người chặn đứng cái cơn đau của bệnh gút đó, chặn đứng trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng rất là hiệu quả. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành làm bài thuốc thôi. Thì ở đây mọi người cũng thấy, đây là lá sa kê, mọi người nhìn cũng biết đúng không? Chúng ta dùng lá sa kê này ha. Thì cái lượng chúng ta dùng lá sa kê là 100g, có nghĩa là khoảng, nếu lá nhỏ nhỏ thì khoảng 2 lá nha mọi người, 2 lá, chúng ta định lượng bằng mắt thường thôi ha. Nếu lá nhỏ nhỏ thì 2 lá, còn lá mà lớn quá thì chúng ta dùng 1 lá thôi ha. Là 100g. Rồi chúng ta sẽ dùng đậu bắp này ha. Chúng ta dùng đậu bắp. Đậu bắp là 100g. Rồi chúng ta tiến hành, chúng ta dùng luôn cái lá ổi non ha. Lá ổi non là 50g, mọi người nhớ kỹ nha. Lá ổi non 50g. Đậu bắp, cà bắp á, là 100g. Lá sa kê 100g luôn ha. Mọi người sơ chế sạch sẽ. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta làm bài thuốc như thế này. Chúng ta sắc đi, cái như cái lá sa kê này chúng ta sắc đoạn ngắn ra ha. Đậu bắp á thì chúng ta sơ chế sạch sẽ, rửa sạch sẽ ha. Lá sa kê cũng phải sơ chế sạch sẽ nha mọi người. Rồi lá ổi thì mọi người cũng sơ chế sạch sẽ, lượng của nó là 50g nha. Mọi người cho hết vào một cái ấm nấu thuốc, mọi người cho vào đó 1,5 lít nước ha. Mọi người tiến hành, mọi người bật bếp đun đến khi nào nó cạn, còn một lít nước mọi người dùng cái nước đó, mọi người uống cả ngày ha, thay nước dùng hàng ngày. Thì trong 2 ngày nó sẽ giúp cho mọi người ổn định được cái lượng acid uric trong máu ha. Khi nó ổn định được cái lượng acid uric trong máu rồi đó, thì nó sẽ giúp cho mọi người trị khỏi cái bệnh gút này rất là nhanh chóng, có nghĩa là triệu chứng của bệnh gút không còn nữa, đúng không? Không còn nữa. Nhưng mà tốn thời gian tới 2 ngày, mà trong khi đó mọi người phải cần trong thời gian vài tiếng, 5-3 tiếng vậy thôi ha, mà mọi người có thể chặn đứng những cái cơn đau của bệnh gút. Thì mọi người sẽ tiến hành, mọi người dùng cái trái dưa leo ha, dùng trái dưa leo chúng ta sẽ trị. Rồi sau khi sơ chế sạch sẽ thì nó sẽ là như vậy, đúng không? Thì khi bệnh gút hành hạ mọi người, những cơn đau ha nó đang hoành hành, thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta dùng dưa leo như thế này. Nếu như ai ăn được á thì ăn nửa ký
ha, ăn nửa ký. Còn ăn không được á thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ép nè, hoặc là xay theo kiểu xay sinh tố á, chúng ta dùng ha, chúng ta dùng liên tục. Chúng ta dùng liên tục, dùng cho hết thôi, hết cái lượng này thôi, thì trong vài ba tiếng nó sẽ giúp cho mọi người chặn đứng được cái cơn đau ha. Vậy thì khi bị đau chúng ta mới ăn thì nó sẽ tốn thời gian cho chúng ta, đúng không? Vậy thì ở đây tôi có một yêu cầu nhỏ nhỏ. Nếu như những người nào bị bệnh gút thì nhất thiết trong bữa ăn hàng ngày mọi người phải cố gắng ha, bổ sung cái lượng dưa leo này. Dưa leo này nó sẽ giúp cho mọi người trị được cái bệnh gút, hay là những cái cơn đau của bệnh gút á, gọi là dạng cấp tính á, rất là nhanh, rất là lẹ. Nhưng mà ở đây á, nếu như mà ngày nào cũng ăn dưa leo thì cũng hơi ngán, cho nên mọi người có thể là kết hợp dưa leo với một số các cái món ăn, ví dụ như gỏi hay là gọi là nộm á, hay là ăn sống gì đó, mọi người cố gắng kết hợp dưa leo này. Tại vì khi kết hợp dưa leo này, khi ăn với những cái món mà gọi là hải sản hay cái gì đó, thì nó sẽ cũng góp phần ha, góp phần giúp cho mọi người không phải trải qua những cơn đau của bệnh gút. Mọi người chú ý nha, nếu như mà chúng ta bệnh gút thì cái việc ăn uống rất là khó khăn, đúng không? Khi ăn hải sản, mọi người nhớ nếu ăn tôm, mọi người bỏ cái đầu đi ha, mọi người ăn cái phần thịt thôi. Khi ăn cua, mọi người đừng ăn gạch. Đó, thì như thế nó cũng không có gây ra triệu chứng đau khi chúng ta mắc phải bệnh gút. Rồi, mọi người cũng có thể thấy đây, bây giờ trời mưa rồi, cho nên tôi sẽ còn vài lời nữa, tôi xin chia sẻ nhanh gọn cho mọi người, rồi tôi kết thúc video luôn. Ok. Khi bệnh gút thì mọi người hạn chế là dùng rượu bia nè, tại vì rượu bia nó sẽ làm cho cái lượng axit uric tăng cao. Đó, cho nên nó sẽ gây ra cái cơn đau cho mọi người. Mỡ động vật, da động vật mọi người không được ăn ha, không được ăn. Đặc biệt là cái phủ tạng của động vật, bộ đồ lòng của động vật, hay là những cái bộ phận nào mà nó chứa nhiều chất bổ á, như chứa nhiều chất đạm á, mọi người không được ăn. Đó. Mọi người tránh xa đi, đừng ăn, ăn đau lắm ha. Rồi. Đây là dùng đá dưa leo, thì là biện pháp xử lý cái bệnh gút, những cơn đau ấp tính mà chúng ta cần phải nhanh gọn, đúng không? Và ở cái bài thuốc tôi đã chia sẻ trước đó, khi chúng ta dùng lá tía tô để trị những cái bệnh gút hay là chặn đứng cơn đau bệnh gút á, thì mọi người nếu như ai chưa theo dõi thì cứ vào đó theo dõi. Mục đích tôi làm những cái bài thuốc như thế này nè, mong là nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Rồi. Bây giờ là xin kết thúc video đây. Xin chúc mọi người dùng bài thuốc này có hiệu quả, đúng không? Mọi người nhớ kỹ nha. Ông này là 50g, ông này là 100g, ông này là 100g, đúng không? Kết hợp lại nấu với 1.5 lít nước, rồi còn 1 lít nước uống dùng trong ngày, thấy chưa? Khi đau quá thì dùng cái này ăn sống, ép hoặc là xay sinh tố uống luôn, rồi hết tiền. Đó. Vậy thì bây giờ bệnh gút rất là đơn giản, nếu như chúng ta hiểu về nó, bệnh gút rất là đơn giản, không có gì khó khăn hết trơn á. Quan trọng là chúng ta biết cách bào chế từ cái loại dược liệu như thế này thôi, rẻ tiền lắm ha. Cái này rẻ tiền lắm, cái này đi xin nè, cái này nhà có nè, cái này nhà không có nè, chỉ có ông này trọn không được đi mua thôi ha, đi mua thôi đó. Vậy thì bây giờ ai chưa đăng ký kênh Cổ Phần Lâm Vlog á thì cố gắng đăng ký đi, miễn phí, không tốn tiền của mọi người đâu ha. Đăng ký để mọi người nhận được những cái video mà trên đó nó có những bài thuốc rất là quý ha, rất là hữu ích cho mọi người ha. Rồi, khi mọi người đăng ký thì nhớ chọn cái biểu tượng chuông nhận tất cả thông báo, thì khi đó mọi người sẽ có tất cả những gì mọi người muốn trên kênh Phan Lâm Vlog đó. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Phan Lâm Vlog trong thời gian qua. Hiện tại thì cũng rất mong mọi người cố gắng ủng hộ, đóng góp ý kiến để cho kênh Phan Lâm Vlog ngày một phát triển hơn ha, ngày một đó là gọi là nó có giao diện thân thiện hơn với mọi người. Rồi, bây giờ xin tạm biệt mọi người, chúc mọi người hạnh phúc.